chúng ta thường nói khi bạn nhớ về một trò chơi, thật ra là bạn đang nhớ về một thời tuổi trẻ. Trước đây tôi không nói với mọi người là vì chúng tôi đã chia tay một năm rồi. Với tôi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Đương nhiên những chuyện này chỉ là kỷ niệm mà thôi. Dù sao bây giờ ai còn giữ mãi Contra nữa chứ. Tôi nghĩ mọi người không cần tôi giới thiệu nhiều nữa. Đối thủ cũ tổng cộng đã đấu với chúng ta 6 trận. Chúng ta thắng 4 thua 2. Nguyên nhân thua 2 trận đó, anh Thành, có cần tôi nhắc lại lần nữa không? Không cần đâu. Năm nay tôi yêu cầu mọi người nhìn nhận một cách nghiêm túc, bởi vì họ có một thành viên của đội vô địch chung kết thế giới năm ngoái, cũng chính là chủ cũ của anh Thành, diễn trợ nước ngoài của Hàn Quốc do đội TAT mua về. Cậu nhóc này tên là Kun, tôi đã quan sát rồi. Trong 9 trận của đội FNC từ khi Kun đến, thắng 6, thua 3, tỷ lệ chiến thắng cao tới 70%. Năng lực thống trị của Kun trong rừng tốt hơn so với lão Khay một chút, giỏi nhận ra điểm yếu của đối phương để tạo ra ưu thế cho đồng đội. Chiến thuật của đội FNC mùa giải này rất rõ ràng, là lấy người đi rừng làm trung tâm để dẫn dắt cả team. Vì vậy lúc mọi người đấu với họ, tôi hy vọng mọi người nhất định phải có ý thức chú ý tài nguyên rừng của mình. Đường dưới có anh Thành và Mập, cho nên không cần quá lo lắng. Kun sẽ không đi theo con đường bất lợi cho mình, đường giữa mới là mục tiêu chính của Kun. Vì vậy, hành động liên kết giữa đường trên và giữa phải phối hợp cho tốt. Lão Khay, cô ơi, sắp thi đấu rồi, ghi mấy thứ này có ích gì không? Đồng Dao, ngoại trừ Tamamonome, cô còn có tướng sở trường nào nữa không? Ngoại trừ Tamamonome, cô còn biết thứ khác không? Vậy thì tiêu rồi. Vậy vị trí cấm của đối phương sẽ cấm mít của chúng ta mất. Ai nói thế? Tướng sở trường của tôi nhiều lắm. Vị linh khí, quang, yên yên la, gì cũng được nhé. Tốt, lát nữa lúc đấu tập, đối phương nhất định sẽ cấm Tamamonome của cô trước, cho nên cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Có thể nhắm vào vị trí người đi rừng của đối phương trước, cấm sân phong, yêu đao cơ, dọa xoa. Hai vị trí cấm còn lại của đối phương tôi sẽ đưa cho ADC. Tầng 1 lấy Trúc Dạng Niên, không thể để cho Kun. Nếu Bạch Lan không bị cấm, đối phương chắc sẽ chọn đường dưới, nhóm Bạch Lan thêm nhất một liên. Anh Thành có thể tiếp tục dùng yêu hồ, Mập có thể chọn Hắc Đồng Tử hoặc Hải Phương Chủ. Còn lại người đi rừng đối phương có thể chọn không nhiều lắm. Theo số liệu của Kun, có thể sẽ chọn cô Hoạch Điểu. Người chơi đường trên có lẽ sẽ chọn Lưỡng Diện Phật hoặc Tử Thôn. Để bù đắp sát thương của người đi rừng, khả năng chọn Tử Thôn sẽ lớn hơn một chút. Đồng Dao, cô định chọn tướng nào? Đại Thiên Cẩu. Tốt, Đại Thiên Cẩu. Lợi hại đó, Minh Thần, biết trước luôn. Đồng Dao, đây là trận đấu tập đầu tiên kể từ khi cô đến đội DGDS. Cô không được lơ là đâu đấy. Được rồi, được rồi, tôi nhất định sẽ không làm mất mặt cả đội. Cô tự tin quá nhỉ. Trận này chúng ta nhất định phải thắng. Mọi người cố lên. Đồng Dao, cố lên, cố lên. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Kịch bản viết xong rồi, còn lại giao cho cậu. Các đường sông sắp xếp chỗ đứng theo thứ tự. Lão Miệt chú ý, cẩn thận đi rừng của đối phương cướp kỳ lân. Đi rừng của đối phương đã đến rừng chúng ta rồi. Tôi không khống chế kỳ lân đường dưới của họ. Đừng đi, đi thẳng kỳ lân đường trên đi. Chắc họ chưa đến đâu. Lão Miệt tới gần rừng để đề phòng. Được. Anh Thành,
Cho anh biết họ chưa tới. Cô Hoạch Điểu trước mắt năng lực yếu ớt. Hơn nữa, vị trí cậu ta vừa đi rõ ràng đã bị lão Miêu nhìn thấy. Cậu ta vẫn chọn đi tiếp. Nếu đoán không sai, Quỳnh có lẽ đang ngồi rình lão Khay ở kỳ lân đường dưới. Người quản lý rừng Khun Ly Hăng Xúc, vị trí chơi đi rừng đội bánh ngọt. Sao tên nhóc đó vẫn chưa đến? Đồng Dao, đi rừng đến rồi. Tốt. Lính từ xa cũng không bổ sung, vừa nhìn là biết đi rừng không có ở đó. Lần sau đừng đặt cược vào nơi không có tầm nhìn. Lỡ trúng kế của đối phương thì sao? Xác nhận bằng mắt, đi rừng của đối phương là một người không thông minh lắm. Cô dữ quá, sợ quá. Đừng sợ, bây giờ quỳ xuống vẫn còn kịp. Còn thời gian để đánh chữ à? Có muốn lướt Weibo nữa không? Được rồi, đến thời gian kỳ lân đường dưới rồi. Đi phép thôi, kệ nó đi. Lão Khay lên đường trên, người đình thớp của đối phương cùng với lão Miêu. Được. Mập, chúng ta về nhà chính. Để Khun tưởng rằng rừng đường dưới đối phương không có người. Trợ thủ của đối phương và đường dưới đều về nhà rồi. Rõ. Cô đến rồi, cậu đến ngồi rình ở bãi cỏ gần họ đi. Đợi lão Miêu thần hành rồi đến tóm gọn họ. Không thấy mít của đối phương, cẩn thận. Mít, bóp đến chỗ tôi. Được. Họ mắc bẫy rồi. Lão Miêu, lão Khay giết thớp đi. Lão Khay theo tôi. Đến đây. Lão Miêu thần hành. Đến đây. Lão Miêu thần hành rồi. Không hay rồi, có bẫy, mau rút lui. Lên.
Hay, tốt, tuyệt vời. Anh Thành, sao anh không làm đạo diễn? Kịch bản viết rất tốt. Lão Khay, mập, trộm đại xa với tôi. Rõ. Tôi chết rồi anh Thành, cẩn thận. Lão Khay, cẩn thận, mau rút, tôi rút rồi, đợi các cậu sống lại. Lão Khay dừng đi, tôi đánh được. Cô ấy lại bắt đầu rồi. Khay cẩn thận, tôi đến đây.
Sao thế? Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đại thiên cẩu của cô được đấy. Thật là nghe con không sợ cọp, dám xuống hố rắn luôn. Nhưng tôi cũng không kém, không đánh như thế. Cô ơi, đừng nói, cô sử dụng nhiều tướng thật đấy, lợi hại, bồng bột. Tôi cảm thấy có thể đánh được. Họ muốn giết các anh nên đã ra gần hết kỹ năng rồi. Đúng lúc lỏng lẻo, lúc này không lên thì để dành kỹ năng đón Tết luôn à. Quá mạo hiểm. Anh dạy hay lắm. Còn cãi lại à? Tự tin là tốt, nhút nhát sợ sệt mới khiến người khác nhức đầu. Tôi thấy đồng dao thế này rất tốt, có phải không? Đúng thế, chớp mắt là làm thôi. Các cậu cứ chịu quấy đi. Tôi đãi mọi người trà sữa. Mọi người vất vả rồi, có trà sữa. Nghỉ ngơi lát đi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Đồng dao, đi thôi. Đi thôi, đi. Anh Thành, anh không đi sao? Không đi. FNC chúng tôi cũng rất mạnh. Một trận đấu thôi mà, chúng tôi sẽ thắng lại sớm thôi. Nhưng cô gái chơi mít của Ziggy DS thật sự rất tuyệt. Thao tác xuất sắc, khiến tôi phục sát đất. Cho nên rất mong được gặp cô ấy ở trận thi đấu. Nước đi của Ziggy DS hôm nay khiến tôi rất ngạc nhiên. Đừng xem nữa. Xem nữa là mũi nở ra đó. Sau khi tốt nghiệp tiểu học đã không còn ai khen tôi nữa. Để tôi nghe thêm đi, tôi đoán nhất định rất hay. Đừng nghe cậu ta nói nhảm, đúng không? Muốn khen thì tôi sẽ khen cô. Cô gái xinh đẹp đều rất nguy hiểm, khen đi. Hình như mẹ tôi từng nói với tôi như thế. Tuy đội này rất mạnh, khen đi. Nhưng mà lần sau tôi sẽ không bị lừa nữa đâu. Ý gì đây? Đội trưởng, hôm nay tôi đã làm rất tốt, sao không khen? Chơi hay lắm. Vậy đội trưởng có khen thưởng gì không? Lẽ nào từ đầu tới đuôi tôi không có chút ưu điểm nào đáng để anh... Đội trưởng thưởng bông hoa đỏ cho cô. Tiếp tục cố gắng. Cố gắng để lần sau dễ lên óc cô. Lục Tư Thành, anh chưa tốt nghiệp mẫu giáo sao? Heo ngốc Lục Tư Thành, qua đã xấu còn chùi không sạch. Tự cô lại nhảy muốn phần thưởng, thưởng xong rồi cô lại muốn chùi đi. Sao cô khó hầu hạ thế? Ngoài ra, con gái không được phép nói những lời thô tục. Không thích hoa đỏ à? Lần sau tôi sẽ dễ rùa cho cô. Tôi thèm vào. Dễ lên óc cô. Tôi nói mọi người nghe, trận đấu tập hôm nay thật sự kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Thao tác của cô ấy thật sự rất tốt, xứng đáng là Hoa Mộc Lan của eSport. Lão Mập nói gì đồng dao? Vợ tôi đó giỏi 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 lắm. Tôi thành fan của đồng dao rồi. Đột nhiên cảm thấy nhưng anh Thành cho cô ấy hình như cũng không sao. Mít với Boss kết hợp rất tốt. Mít với anh Thành và Dương Thần nữa là sao thế? Đồng dao của tôi thật tuyệt. Có thể giải thích một chút. Tôi nói mọi người nghe truyền thuyết bạch xà eSport chưa? Giải thích thêm đi. Giảng Dương là bạn trai cũ lúc còn đi học của tôi. Sau này thì chia tay rồi. Chị gái xuất hiện rồi. Bọn tôi gõ chữ cô đọc thấy sao? Thực sự ở nhà chính. Tại sao lại chia tay? Tuổi trẻ yêu đương không hợp thì chia tay, rất bình thường mà. Có gì mà tại sao chứ? Bây giờ Giảng Dương ở đâu? Ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ở trụ sở huấn luyện của CK. Ở trong danh sách đen của tôi. Trẻ con, hôm nay cô dẫn thêm giành được chiến thắng thật sao? Trận đấu tập hôm nay với FNC, giống vậy chúng tôi có ưu thế rất lớn. Tôi còn về thành bơm ít máu ngay trước mắt mít của đối phương. Mập, anh Thành và cả lão K tập trung đẩy trụ ở đường bên. Sau khi đẩy trụ, anh Thành nhảy bén nói, hay là chúng ta đi trộm đại xà đi. Nên họ liền đi làm mấy chuyện trộm cắp kiểu này. Nhưng sự thật chứng minh, những chuyện này tốt nhất là đừng có làm. Dù sao ánh mặt trời chiếu sáng hừng hực, mọi chuyện sẽ lộ rõ chân tướng. Đối phương bỗng chốc lên một lúc 5 người, vì đánh bọn họ còn có một con rắn lớn thè lưỡi liên tục, muốn thoát chết cũng khó.
Không phải tôi giận, thật sự không phải. Có thể là ham muốn giết bọn họ của đối phương quá mạnh, kỹ năng giao đấu nhiều quá. Thật ra tôi chỉ có đánh đòn cuối cùng mà thôi. Nói ai trộm rắn, cô có gan nói lại lần nữa xem. Ghê ghê ghê, tôi giận dữ của trùm đội. Anh Thành độc đoán đã yêu tôi. Rốt cuộc hai người là sao thế? Livestream cho đàng hoàng đi. Ở đó mà làm bộ tình tứ chi vậy? Tại sao không loại bỏ nghi ngờ? Loại bỏ nghi ngờ gì? Chúng tôi không có gì cả. Nắm tay đi dạo gì cơ? Lần duy nhất tôi và anh Thành cùng nhau xuất hiện trên đường là ngày tôi vừa mới gia nhập đội. Tôi không biết đường. Anh Thành cùng tôi đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Nắm tay đi dạo gì chứ? Hơn nữa tôi cũng có mắt thẩm mỹ. Đúng thế, hơn nữa anh ấy cũng... Anh nói gì? Không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi mới vào đội được có bao lâu đâu. Nếu ở bên nhau sẽ nói cho mọi người biết. Sẽ phát kẹo cưới chứ? Có, phát kẹo cưới, không biết xấu hổ. Người bạn có ID nhà chính nổ tung này. Không biết xấu hổ là cái quái gì? Admin đâu, làm việc đi. Loại người này không cấm nói còn đợi gì nữa. Đợi kẹo cưới của cô. Anh đeo tai nghe rồi mà. Tôi không bật. Vậy anh diễn kịch cho ai xem? Tai lạnh nên tôi bịch lại. Lợi hại, cố lên chị gái. Đợi tới vòng thi đấu toàn quốc chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Ăn mừng chiến thắng trận đấu tập tối nay. Được đó, được đó. Chúng ta ăn gì? Tôi đói lắm rồi. Lỗ AZ. Được không anh Thành? Được. Đi thôi. Vậy tôi mời nhé. Được, cô mời. Lão Khay, anh có muốn đi cùng không? Đi nào, tôi không đi. Gần đây nóng trong người. Cô kệ nấy đi, tính anh ấy là thế đó. Trò chơi gia tăng phí tiền. Ôi trời, thịt bò ngon quá đi. Anh Thụy, anh làm thêm cho tôi hai đĩa nữa. Nào nào nào, thịt bò này ngon quá. Lưỡi bò này. Tôi cho cậu cái này luôn. Sao mấy người này ăn nhanh vậy? Mềm quá, gọi thêm hai đĩa nữa đi. Chậm thôi. Ăn, chậm là hết đó. Cho biển 568 tệ. Là được vớt từ dưới biển sao lên sao? Được rồi, chụp cho tôi chút đi. Đồng dao, mày tiêu rồi. Bí đao. Dù sao bí đao cũng rẻ hơn nhỉ. Bí đao 78 tệ. Mày đang đùa tao à? Không lẽ đây là nhà hàng lừa đảo? Sao mình lại xung phong đứng ra trả tiền chứ? Đã quá. Đồng dao, cô ngay người ra đó làm gì? Cô cũng mà ăn đi. Tôi không đói. Đắt quá, không nỡ ăn à? Vừa rồi tôi thấy anh Thành đưa thẻ tín dụng cho quản lý rồi. Anh ấy thanh toán. Phục vụ, cho tôi hai phần di cá. Một phần uống hết, một phần xúc miệng. Nấm lùn. Ăn nhiều thịt vào, để cao lên. Sao không có ai hết vậy? Nhìn thêm đã. Em nhìn đi. Chắc là ở đây. Vậy đi thôi. Cô gái, có một chuyện tôi luôn muốn hỏi cô. Lúc đầu tôi mời cô vốn dĩ không muốn đến. Đến khách sạn rồi cũng chưa đồng ý. Sau đó sao lại đồng ý thế? Tôi rất ngạc nhiên đấy. Thật không dám giấu. Lúc đầu tôi tưởng anh Thụy là lừa đảo. Tưởng là sao? Anh ấy chính là lừa đảo. Tôi. Cô từng gặp lừa đảo nào đàng hoàng thế này chưa? Này cô gái, chúng ta phải nói cho rõ ràng. Khi tôi mời cô, biểu hiện không đứng đắn chỗ nào mà giống lừa đảo chứ. Lúc đầu anh gửi tiếng Anh, sau đó lại gửi phiên âm. Như vậy rất kỳ lạ mà. Hơn nữa tôi nghĩ Minh Thần GGDS không phải luôn có một dự bị sao? Anh ấy đi đâu rồi? Sao lại phải tìm tôi? Thế là tôi càng nghi ngờ anh là lừa đảo. Hơn nữa lúc đầu bố mẹ tôi không đồng ý. Lúc đầu bố mẹ tôi cũng không đồng ý. Bố mẹ tôi cũng có đồng ý đâu. Chuyện này cũng rất bình thường mà.
trong số chúng ta, ngoại trừ Lão Khay, chưa từng nhắc tới bố mẹ mình, thì thái độ của bố mẹ những người khác đều rất rõ ràng, chính là phản đối. Cho nên ngay từ đầu tôi rất do dự. Vậy điều gì khiến cô đổi ý thế? Vì hôm đó tôi đã xem mọi người đấu với CK. Nghe sau những lời Minh Thần nói trên sân khấu, tôi liền hạ quyết tâm. Tôi cũng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cùng đứng trên sân khấu thế giới với mọi người, giành được huy hiệu số 1 thế giới. Sau đó sẽ vỗ ngực, nói với tất cả những người đã nghi ngờ tôi, đồng giao tôi đã làm được rồi. Nổ quá rồi. Được đấy, được đấy, được đấy. Uống chỉ ước mơ của cô. Nào, chúng ta cùng uống nào. Được. Nào, uống gì ước mơ, uống gì ước mơ. Cạn ly, cạn ly. Xin chào, có ai không? Không lẽ ra ngoài rồi? Có ai không? Chưa ai mời sao vào được chứ? Chẳng phải cửa mở rồi sao? Đổi giày, đổi giày, đổi giày gì chứ? Anh mau vào đi. Có ai không? Xin chào, có ai không? Có ai không? Có ai không? Là ai? Alo, con trai. Mẹ con lại bắt đầu rồi. Bố mà dỗ nữa thì bố thành cún. Sợ vợ, chê cười rồi. Không có, không có. Đức tính tốt đẹp của truyền thống Trung Quốc. Đúng, đúng, đúng. Mập nói đúng, đức tính tốt đẹp. Tính sợ vợ của người thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ gọi là sợ vợ được. Đó gọi là yêu thương vợ con. Sau này các anh có vợ đều phải nhớ những gì các anh đã nói hôm nay đấy. Nếu các anh quên, tôi có thể nhắc nhở. Lại phải quay về à? Kệ đi, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Đi nào. Đi. Rốt cuộc gia đình anh Thành có lai lịch gì thế? Cô không biết à? Tôi chỉ biết anh ấy có nhiều tiền thôi. Đâu chỉ là có tiền. Từng nghe nói đến tập đoàn Lục Thị chưa? Đại công tử đang ở đó đấy. Nhà họ nghèo đến nỗi chỉ còn lại có tiền thôi. Theo như kịch bản, không phải anh ấy nên thừa kế công ty sao? Sao cảm thấy bố mẹ anh ấy còn rất ủng hộ anh ấy chơi eSports thế? Tôi nghe nói lúc đầu họ cũng không ủng hộ đâu. Sau đó thì không biết thế nào. Dù sao khi tôi đến, gia đình họ đã là cổ đông của đội rồi. Anh ấy đã mua lại chỗ này à? Hai người đang tám gì thế? Không có, không có, không có. Anh, em đi trước đây. Mập à, chúng tôi không tám gì cả. Chúng tôi đang nói bố mẹ anh ủng hộ anh chơi eSports. Có gì đáng nói đâu. Gia đình cô không ủng hộ cô chơi eSports sao? Bố tôi còn đỡ. Mẹ tôi thì... Nếu nhà tôi đều nghe lời bố tôi thì tốt rồi. Nhưng bố tôi cũng sợ vợ giống bố anh đó. Sợ vợ tốt mà. Rất tốt. Cô đừng mong đợi người đàn ông của cô sẽ sợ vợ. Tại sao chứ? Cùng một thế giới, cùng một ước mơ. Lỗ tay mềm đấy. Đi thôi, nấm lùng.
Đợi, đợi tôi với. Anh chân dài thì ngon lắm mà. Lục Tư Thành, sao mọi người đều đứng ở đây thế? Bố, mẹ, con còn uống rượu. Con không có. Mẹ, trà hoa cúc thanh nhiệt giải độc, bảo vệ gan. Mẹ uống một ngụm đi, bớt làm bộ đi. Bố mẹ đến để uống trà. Phải, con. Không phải. Rốt cuộc con làm sao thế? Một đứa con gái, con uống rượu gì chứ? Không phải con nói con đến để chơi chuyên nghiệp gì đó sao? Lúc này đã cam đoan với mẹ thế nào? Đây là một công việc nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của con đi, còn ở hơi rượu nữa chứ. Công việc nghiêm túc của con là đi uống rượu vào đêm hôm khuya khoắt à? Có phải do bọn họ lôi kéo không? Con biết lai lịch của bọn họ là gì không? Cả ngày ở cùng với bọn họ. Jessman đó là ai vậy? Mẹ, bây giờ đã không còn thịnh hành kiểu tìm hiểu lai lịch gì đó nữa rồi. Đừng có ngắt lời mẹ, mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con. Con mới đến được vài ngày đã thành ra sóng gió bay đầy trời. Bây giờ trên mạng nói gì mà con và Jessman làm gì gì đó. Truyền thuyết bạch xà cũng có luôn. Mỗi lần gọi điện cho con, nói vài câu liền cúp máy. Bố mẹ không lo lắng sao được? Máy tính đó có gì khác không? Khác nhau nhiều lắm ạ. Ví dụ màn hình này là dựa vào thói quen, sở thích của từng người mà đặt làm đó ạ. Anh nói có đúng không anh Đồng? CPU này cũng vậy. Có gì khác biệt không? Bên trong được làm mát bằng nước. Anh Đồng, mẹ con nói đúng đó. Làm mát bằng nước là sao? Làm mát bằng nước là giải nhiệt ạ. Mẹ, con sống ở đây rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Thì ra con không hề xem những tin tức mẹ đã gửi cho con. Bố, mẹ con nói rất có lý đó, con phải nghe lời mẹ. Cô chú xem đi ạ. Đây là bình luận của cư dân mạng về bọn cháu. Xin lỗi nhé, gây phiền phức cho mọi người. Không sao đâu cô gái. Cô xem, chẳng phải mọi người tiếp đón bố mẹ cô rất tốt sao? Cái đó, bên này không cần xem đâu. Đừng xem bên này ạ. Xem bên này là được rồi. Tốt, tốt lắm. Ngoài ý muốn. Thực sự là ngoài ý muốn. Tôi đảm bảo sẽ mau chóng đưa hai vị thần tiên này đi. Mọi người đừng quản. Cô gái, cô xem đi ạ. Tối nay cô cũng đâu uống nhiều mấy, sao mà cứ ở hơi mãi thế? Đây, ăn miếng xoài sấy này kìm lại đi. Không phải ở hơi đâu, mà do sợ. Cái này là nói cháu đó. Bị sợ. Hiểu. Bố mẹ đến xem cũng bình thường mà. Tôi thấy mọi người có phối hợp với cô ấy chút, cùng nhau mỉm cười để lại ấn tượng tốt cho cô chú. Bên này chú ơi, đây đều là cúp của bọn cháu. Bỏ đi. Lát nữa anh Thành đứng xa một chút là được. Cảm ơn nhiều. Nhiều vậy à? Sao hả cô gái? Thấy cái này chưa ạ? Cảm kích. Nói cháu đó, có thể mau chóng tiễn hai vị thần tiên này đi. Tôi sẽ mua đồ ăn B-Store một tháng cho mọi người. Ở đây là cơ sở huấn luyện của GGDS, không phải lớp huấn luyện kỳ biểu diễn. Không rảnh phối hợp diễn xuất với cô. Phiền phức như vậy, chi bằng bảo bố mẹ cô đưa cô về đi cho rồi. Lão Khay, giao giao. Mấy đứa đang nói gì thế? Đưa cái gì về? Không có gì đâu cô. Mẹ, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Mẹ muốn nói chuyện thì cũng phải đi ngủ rồi. Sáng mai dậy hẳn nói có đúng không? Đi thôi, chúng ta đi ngủ. Mẹ chưa buồn ngủ mà. Phải đi rồi sao? Mẹ buồn ngủ rồi. Bố, đi, bố cũng đi sao? Nhanh, mai gặp chú nhé. Ừ, đi thôi. Cho ăn xoài sấy đi ạ. Cho chú à? Dân à, cho chú đấy. Vậy chú nhận nhé. Xin lỗi nhé, tạm biệt. Được, chào. Tạm biệt. Đồng giao chăm sóc cho cô chú tốt nhé. Để tôi chăm sóc là được rồi. Giao, nếu như con ở đây không vui thì ngày mai về nhà cùng bố mẹ đi. Mẹ thấy con ở đây không vui chỗ nào vậy? Con
Anh Đồng, con không muốn đi. Giao Giao, mẹ, bố, con biết bố mẹ lo cho con, nhưng con ở đây rất vui vẻ. Thật sự là rất vui vẻ. Tuy là lúc đầu hơi không quen, nhưng con thực sự muốn là một tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp. Cho nên đây đều là những việc mà con buộc phải khắc phục được. Con biết bố mẹ lo cho con, muốn sắp xếp một công việc ổn định cho con. Nhưng con rất chắc chắn, đó không phải là công việc mà con muốn. Nếu con không thích công việc ở ngân hàng, vậy thì chúng ta chọn công việc khác. Mẹ, con biết bố mẹ muốn tốt cho con, nhưng mà bảo con đến thực tập ở nơi bố mẹ sắp xếp, làm việc mà con không thích, lấy một người không thích lắm mà cũng không ghét lắm, rồi sau đó sinh con, sống ổn định như thế cho tới khi nghỉ hưu. Sau cùng viết trên bia mộ rằng đây là một người bình thường, sống một cuộc sống ổn định nhưng chưa từng vui vẻ. Đời người như thế thật là vô nghĩa quá. Bố, mẹ, con đã khôn lớn rồi, cho nên không phải con đùa giỡn, cũng không phải chỉ làm thử thôi, mà con nghiêm túc muốn học hỏi làm thế nào để trở thành một tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp. Nói không chừng ngày nào đó con gái của bố mẹ có thể đứng trên sân khấu thi đấu thế giới, giành giải vô địch thế giới thì sao? Còn nằm mơ ấy, còn vô địch nữa cơ, ai biết được chứ. Bố, bố tỏ thái độ đi. Thì mẹ con nói đúng, con đó nói cũng có lý. Lời con vừa nói đều là thật cả. Còn 3 tháng nữa là đến giải đấu toàn quốc rồi. Con hy vọng bố mẹ có thể để con ở đây đến lúc đó. Nếu đến khi đó con thực sự không thích ứng được, hoặc là không hợp với nơi này thật, thì con sẽ về nhà. Bố, chúng ta vẫn như trước, gia ước quân tử, hiệp ước bình đẳng giữa bố và con gái. Thế nào ạ? Được. Gia ước quân tử, hiệp ước bình đẳng. Con biết là bố con sáng suốt, hiểu chuyện nhất mà. Cảm ơn bố. Mà đương nhiên là mẹ con còn sáng suốt, hiểu chuyện hơn. Được rồi, đừng giả vờ ngoan ngoãn nữa. Nói chuyện nghiêm túc với con đây. Chessman mà ở trên mạng nói, con cũng không chỉ cho mẹ biết rốt cuộc đó là ai. Có phải người đó ký với con không? Cái biệt danh Chessman này nghe chẳng giống người thật thà tí nào. Con phải tự chú ý vào nhé. Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đó là hiểu lầm. Tốt nhất là mẹ bớt lên mạng đi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm gì chứ? Con đó, luôn nghĩ mẹ con không hiểu gì cả, đúng không? Mẹ nói con biết, mẹ là giáo viên đấy. Người mẹ tiếp xúc toàn là thanh niên cả. Bố, mẹ con nói có lý. Anh Thành, Tiểu Thụy vừa mới dọn dẹp phòng xong, để tôi đưa cô chú xuống dưới nghỉ ngơi. Cảm ơn anh Thành. Đúng rồi, bố mẹ à, con giới thiệu với hai người, đây là Lục Tư Thành, anh Thành là đội trưởng của đội bọn con. Anh ấy rất tốt bụng. Chào cô chú ạ. Phòng vừa được dọn dẹp, cô chú chịu thiệt ở đỡ một đêm ạ. Không không, chúng tôi cũng là không mời mà đến, không gây phiền phức cho mọi người. Đúng vậy. À phải rồi cô chú, vừa rồi quên giới thiệu, cháu còn có một cái tên nữa là Chessman. Được. Tốt, 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 tốt. Chessman, để cháu xách cho chú. Làm phiền cháu. Không sao ạ, cảm ơn. Mời cô chú đi lối này ạ. Đi thôi. Nghỉ ngơi sớm đi. Đóng cửa kỹ vào. Vâng. Sáng mai gặp. Sáng mai gặp.
Đồng Dao, cố lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.